đông vui và nhộn nhịp quá cả nhà ơi. Rồi thì mời cả nhà cùng theo chân Cụ Lúa mình đi chợ quê Gò Tháp nha cả nhà. Đó, thì chợ quê Gò Tháp được tổ chức hàng tháng vào ngày thứ Bảy cuối tháng nha cả nhà, tại khu di tích Gò Tháp. Đó, chợ quê là một cái phiên chợ ẩm thực về những món ăn, về những cái loại bánh và những cái món đặc sản mang đặc chất miền Tây quê mình. Đó, thì hôm nay Lúa chở bà xã cùng bé Khang mình đi chợ quê nè. Đó, nghe nói đi chợ quê Gò Tháp các bạn, thì bé Khang á, anh háo hức từ chiều tới giờ các bạn, thấy ảnh nôn lắm luôn lắm cả nhà. Đó, nói ảnh vậy đó chứ thật sự tụi trẻ con của mình hồi xưa cũng vậy thôi cả nhà ơi. Thì nói mỗi lần mẹ mà dẫn đi chợ là mình vui lắm đó. Đi chợ nè, được mẹ mua cho những cái món bánh nè, những món quà thích sao mà thích. Đó, thì vui lắm đó nha. Rồi thì mới bước chân vào chợ các bạn, thì thấy mấy cô chú nè bày bán nhiều loại bánh các bạn, nào bánh chuối nè, rồi chuối hay là những loại bánh ăn uống nè. Bên đường thì mấy cô chú bán xong thì để những cái bàn để chúng ta khi mà ăn chúng ta có thể ngồi ở đây ăn tại chỗ luôn này cả nhà. Thì đây là đây, có một cái sạp bánh tráng này. Rồi đây có một cái xuồng ba lá nhìn thích lắm cả nhà. Đó, đây, bánh tét, bánh ít đủ thứ loại cả nhà ơi. Thì chở bà xã thì đi tới sạp nào á có ăn bánh này bánh kia cả nhà. Thì mình phải nói dối nó một chút mà anh gặp một cái quầy nào anh cũng đã ăn hết trơn đó. Rồi đi một chút cái mình đi kiếm món gì mình mua cho bé Khang cả nhà ơi, mà cả nhà cùng theo chân của mình bé Khang bà xã đi nhé. Đây có một cái sạp này thấy đông quá trời đông nè, bánh. Thì chợ quê toàn là những cái món ăn uống không cả nhà. Thì nào là bánh, nào là cá chiên, hay là những cái món của ở miền Tây quê mình. Đó, đặc biệt thì ở đây thì có khu di tích Đồng Tháp nổi tiếng về sen, nên có những cái món sen làm ăn rất ngon. Rồi thì đi một hồi thấy mệt các bạn, thì có một quầy bán nước nè, thế giới nước thì bán đầy đủ các loại nước các bạn. Thì bé Khang nó thấy nó mỏi giò nó mệt nên nó sẽ bước ngay cái một chai nước hộp é các bạn. Nó đây có nhiều loại nước lắm nhưng mà ảnh thích hộp é nên ảnh uống hộp é nè. Rồi bà xã thì mua mấy ly chè đó. Thì để một hồi mình mua xong á, thì để một hồi đến chỗ nào đó mình ngồi xuống mình ăn mình uống các bạn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái quầy cá viên chiên để mua cho bé Khang ăn, tại vì bé Khang nó đòi ăn cá viên chiên các bạn. Đây, nãy giờ đi ngang mấy cái quầy đồ nướng các bạn, với ngoài cá viên chiên á bé Khang nó đòi ăn hoài, nên mình sẽ kiếm một cái quầy cá viên chiên để mua cho bé Khang. Để mình đi kiếm cả nhà ơi. Đây có một cái quầy bán cá viên chiên nè, đồ nướng nè, bắp nướng, rồi cá viên chiên nướng, rồi xúc xích người ta nướng nè các bạn, hay là gà nướng rồi tùm lum cho nè. Đó, để mình vào mình mua cho bé Khang vài tô cá viên chiên ăn cho nè. Đây có quầy bánh tráng chiên nè. Và đây đặc sản của Gò Tháp, sen luộc cả nhà. Đó. Rồi, ở đây có một cái quầy trái cây bán đủ thứ loại trái cây luôn. Cục, nhạc, táo. Bên đây thì cái quầy này là quầy bán bánh tráng nướng với bánh tráng trộn cả nhà. Nem nè. Và bên kia kế bên thì có một quầy cơm nướng, những đồ nướng nữa nè. Thì ở đây có mọi người có thiết kế một cái quán này, quán nước này. Quán nước thì ở Đồng Tháp mình các bạn nói tới cà phê núi cả nhà. Rất là ngon. xuất xứ từ Đồng Tháp rồi nha. Bây giờ mình sẽ vào mua mấy cái que xúc xích chiên như cái bò chiên rồi cho bếp ăn cái này cũng làm dùng xong cái này. Rồi sau khi mà mua nước nè, mua chè, rồi mua cá viên chiên, bò chiên cho bếp ăn thì mình sẽ đi kiếm một cái chỗ nào đó của cái khu chợ này để mình ngồi ăn uống như cái nhà. Đây thì gần ngay chỗ khu chợ có một cái điểm đàn ca tài tử này, có những cái ghế ngồi nên mình sẽ vào đây mình vừa ngồi mình vừa nghe nhạc luôn cả nhà, vừa nghe ca cổ luôn đó, để mình kiếm chỗ nào đó mình ngồi cho mình sẽ cùng bếp ăn cái này mình nghe nhạc luôn cả nhà. Đi vòng ra. Và đây chiến lợi phẩm của bé Khang nha, mấy cái sâu bò viên nè với xúc xích chiên, cộng ly chè của mẹ với một chai nước mình đang cầm nè. Đó, vừa ăn vừa ngồi nghe nhạc nha cả nhà. Đó. Tiếp theo chương trình, xin mời anh Tấn Sơn sẽ lên trình bày một ca khúc theo điệu Vu Thị Trơn Chiều Củ Long ạ. Dạ xin mời chú ạ. Tấn Sơn là cái đầu tiên của chúng cho ban quân sự Gò Tháp được nhiều sức khỏe và để giao lưu với chương trình ca nhạc tài tử. Tấn Sơn hát 32 câu Vu Thị Trơn trong bài Chiều Củ Long. Bao nhiêu con một con? Dạ 20. 20.000. Mấy cái đi con. Trời. Cái nào? Đồi và đây. Để cái anh bán đồ chơi này review cái món đồ chơi này cho bé Khang chơi thử này ha. Đó, chỉ cho anh chơi. Anh chơi như thế nào nha. Coi chơi được không nữa cái này. Đây là cái khúc này là cái cậu bé này đang dạy cho bé Khang chơi này. Đó. Thì mới vừa tập thì anh cũng không biết chơi cái này, phải chơi lại bắt thôi. Rồi anh rớt xuống nhìn rất đẹp ha. Rồi bắt đầu anh chơi được rồi cả nhà, bắt đầu anh bắn nè, để bắn thử coi. Đó. Đây là câu bắt đầu chơi được rồi đó, chơi được bắt đầu là vô cục luôn nè, nó mê luôn rồi, à, bắn nè. Là nó rơi tinh cao thì nhìn rất đẹp các bạn. Thì đây là những cái quầy bán những cái món ăn vào buổi tối các bạn. Thì buổi tối thì mấy cô chú mở đèn lên nó ánh lên nhìn rất là đẹp luôn á. Và mọi người tới tối rồi mọi người cũng còn đi rất là đông luôn các bạn. Đó. Đây, đây cái khu bán nước uống nè, dừa tươi. Wow. Thì đi một hồi thì cũng gần tới cuối đầu chợ quê các bạn nên mình sẽ về. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở những cái video tiếp theo nha. Đó, đây là cái khu trưng bày những cái món ăn sen nè, cá lóc nướng, rồi nem nướng. Thì khu di tích Gò Tháp là một khu di tích lịch sử quốc gia của Đồng Tháp riêng mình. Đó, thì nói đến Gò Tháp ai cũng biết thì một năm Gò Tháp có hai ngày lễ lớn, đó được tổ chức vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Đó, và hai ngày lễ này là lễ của lễ dỗ của ông Thiên Hậu Nguyễn Văn Dương và đặc binh Nguyễn Văn Việt với lễ viếng miếu Bà Chúa Xứ cả nhà. Đó thì được tổ chức hàng năm vào hai ngày lễ lớn này. Nhưng mà cái khu chợ quê Gò Tháp này thì nó được tổ chức vào hàng tháng của năm và đặc biệt chỉ tổ chức một ngày vào ngày thứ Bảy và cuối tháng của mỗi tháng nha cả nhà. Rồi chắc mình cũng xin hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.